bỏ luôn giữa đường. Chơi mát nữa nha. Nhanh lên nha, không thể phải cứ thấy mát lại ngồi đấy. Xin chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Đoàn Gỗ Gia Lai. Ngày hôm nay thì tiếp tục chuỗi video review cái sản phẩm em có đưa ra ngoài, ba tấm chiếu khá là lớn. Ba tấm này thì nó nằm trong cái khúc ngắn trong cây Ecop vừa rồi mới xảy ra. Anh em có quan tâm đừng quên bấm đăng ký kênh của em nhé và theo dõi hết video. Ba tấm này rất là đẹp đấy anh em ạ. Anh em mình cố gắng theo dõi hết video, em sẽ quay cho anh em mình chi tiết từng tấm một để anh em mình cân đối và lựa chọn anh em nhé. Còn bây giờ thì let's go. Kéo chảy hết. Ngoài bãi rộng ngoài kia kìa. Ra bãi. Ui giời. Đừng có nát hồn người ra là được. Đấy, bỏ ra chỗ bãi cỏ kia cho nó đẹp. Nó có màu xanh của cỏ nữa nó mới đẹp. Ôi giời. Cặp chân này nó phải này, sử dụng cho cái 2m4. Chứ cái 2m như thế này nó vẫn còn thòm thèm quá. Đổ đấy. Đổ đấy không? Có khi phải neo lên không, nó gập gành nó rớt xuống nhỉ. Có cái kiếm lợi hại phết không ạ? Ôi đẹp. Ôi đẹp đến thôi đấy. Tấm này có chiều rộng lên đến là 2m. Và chiều dày của nó là 20 và chiều dài 3m23. Anh em nhìn ngắm cho em cái bộ vân của nó nhá. Phần cạnh bên em đã rong vuông rồi. Nói chung là tấm này nó rất là xỉ luôn. Bây giờ em sẽ cầm máy lên và quay chi tiết cho anh em mình xem tấm này anh em nhé. Ok, đây bây giờ em sẽ quay chi tiết cho anh em mình xem tấm chiếu. Đây, phần đầu và vân của nó anh em mình nhìn ngắm rất là ok luôn. Anh em ngắm cho em cái phần đầu gỗ này, xỉ đét nhé. Rộng là 2m và dày 20, dài là 3m23. Vân rất đã luôn. Phần đầu gỗ anh em nhìn ngắm này. Đấy. Rất êm. Rất êm nhá, không có tì. Anh em có thể thấy cái phần đây nhá, cái chỗ này á nó không phải là tì gì đâu anh em mình. Gỗ nó có cái đường giống như là một cái cành nhỏ ăn xéo như thế, một cái tia nu thôi. Anh em mình ạ, không phải là tì hay là không phải nứt nẻ gì đâu.
trên đầu gỗ này. Rất là êm nhá. Rất là êm, rất xỉ. Dài là 3m23. Đó anh em ạ. Dài 3m23. Vân siêu đẳng luôn. Nhìn ngắm cho em. Vân nó xoáy rất là đã nhá. Vân bông xoáy đã. Vân cạnh thì bên em đã cọc vuông cho anh em mình rồi. Dài là 3m23. Bây giờ em sẽ qua bên kia em quay cho anh em mình xem tiếp phần đầu gỗ bên kia anh em. Đấy, tấm này nhìn rất là phê luôn. Phần đầu gỗ bên này. Phần đầu gỗ bên này thì anh em có thể thấy là cũng rất là êm ả. Đấy, đầu gỗ khá là êm ả. Dày thì anh em biết rồi đấy, 20, dày tới 20. Bên nãy ở bên kia thì nó ngược nắng nên là nhìn anh em mình nhìn cái đầu gỗ nó không được rõ. Qua bên này nhìn cái đầu gỗ bên này thấy khác hẳn luôn. Anh em nào mà quan tâm có ưng cái tấm này thì cứ để lại cho em xin cái bình luận, hoặc anh em mình có thể kết nối cho em theo thông tin ở bên dưới nhé. Đẹp lắm. Rồi em sẽ sang tấm tiếp theo anh em ạ. Nhớ chủ yếu những vải cái tấm tấm trong cái khúc ngắn đấy anh em ạ. Nhớ mấy tấm trong khúc ngắn để đưa ra lấy hình ảnh. Thì nãy là ra một tấm 2m rồi, bây giờ đang ra tấm phe 1m, một đầu 1m9, một đầu 1m9, một đầu 2m13. Em nhớ vậy, tí nữa ra đo cái tiêu chuẩn thôi. Mấy cái đà đánh được mà. Hai cái đà với lại thêm hai cái cục nữa, bốn cái cục nữa. To chạy nhanh phết nhờ. Tí nữa nâng lên phát đã nam ạ. À, nãy quên mất không nâng lên quay mặt dưới. Nâng lên phát đã. Nãy tấm kia mình quên đi, không nghĩ ra. Đây quay anh em mình xem kế mặt dưới nhá. Mặt dưới này. Đấy. Đây mặt dưới. Không có ấy đâu nhá, không có tỉ vết gì đâu. Hai mặt đều đẹp cả. Rồi ok, cho xuống đi. Bây giờ chúng ta một tấm anh quay tấm nào, kính được tấm đấy được mát. Cũng được. Ma nó rớt xuống một phát đi. Ok. Bánh mì kẹp thịt luôn. Rớt xuống một bánh mì kẹp thịt luôn.
cho 5 triệu. Nó trả 150 triệu bắt đưa vào nhà không? Thế giờ phát lại trực tiếp cho anh đòi anh phát luôn. Anh đâu phát đâu, anh chỉ quay video thôi. Đó, nét rồi đấy. Đưa vào nhà cho anh lấy nào. Ok, và đây là tấm thứ hai mà em muốn giới thiệu đến anh em mình trong chuỗi video ngày hôm nay. Tấm này thì đang là một tấm lũa cạnh và cũng là một tấm bắt bìa luôn anh em ạ. Chiều dài của nó là 3m23, rộng thì do là lũa cạnh tự nhiên á, nên tại cái phần đầu bên này anh em mình này, nó là 1m80, tại đầu bên này là 1m91 nhá anh em mình nhá, em xin lỗi, 1m91, và đầu xa bên kia nó là 2m13. Gỗ thì nhìn chung nó đang là tấm bìa thì cũng khá là xỉ. Riêng có phần đầu bên này anh em nhé, riêng có phần đầu bên này thì nó có chút tì. Lát nữa thì sau khi mà cầm máy lên em sẽ quay cho anh em mình chi tiết và em báo cụ thể cho anh em mình luôn. Bây giờ mời anh em mình cùng em theo dõi chi tiết tấm này ạ. Dạ rồi, ok anh em ơi, anh em nhìn ngắm cho em cái tấm chiếu này. Em nhắc lại kích thước một lần nữa để anh em mình tham khảo nhé. Tại cái phần đầu bên này này, đầu bên này là đầu lớn này, nó là 2m13 và chiều rộng bên kia nó là 1m91 anh em mình nhé. Dày 18 và dài là 3m23. Đối với cái hàng lũa cạnh như thế này, anh em mình an tâm một cái, đó là không bao giờ sợ nó là hàng ghép đồ gì hết anh em ạ. Hoặc là hàng giả khối thì anh em mình an tâm cái đó cho em. Cái cạnh lũa tự nhiên như thế này là nhìn nó vẫn nghệ hơn anh em nhé. Nhìn những cái cạnh lũa tự nhiên như thế này thì nhìn cái tấm gỗ nó nghệ hơn, nhìn nó vẫn đẹp hơn. Đấy, và hơn nữa thì cái phần rác của nó bên em đã được bỏ hết rồi, nên là anh em mình có về sử dụng á, thì cũng rất là an tâm, không sợ bị rác nó mục hay là bị bọ xè gì hết. Gỗ bây giờ anh em mình cứ càng sử dụng lâu thì nó sẽ càng bền hơn anh em ạ. Bây giờ em sẽ quay cho anh em mình xem cái phần vân của nó nhé. Vân của cái tấm này thì cũng rất là đẹp. Nó thì sở hữu cái đường vân núi và những cái ánh vân nổi lên rất là rõ luôn. Trên mặt của tấm này thì gần như là không có tì tại cái phần đầu bên này. Bây giờ em qua bên kia, em quay anh em mình xem phần đầu bên kia nhé. Đầu bên kia thì có một chút răn nhẹ nhẹ. Đây vẫn đang là hàng nguyên bản luôn anh em mình. Nguyên bản luôn, không có xử lý gì hết nhé. Nên là có điểm tì thì anh em mình có thể thấy luôn rõ cho em. Đây phần đầu gỗ đây. Đây đầu gỗ đây. Đầu gỗ anh em mình nhá. Cái chỗ đây này. Đấy, tại cái phần này này nó có một điểm răn này anh em mình nhá. Có đường răn rất là nhẹ chỗ này thôi. Đấy, nó răn thì chỗ này nó răn một chút thôi, còn bên đây nó lại là một đường răn khác này. Đây là những cái đường răn khác nó thở theo. Và chiều dày của tấm này nó lên đến là 18 cm anh em ạ. Chiều dày của nó là 18 cm. Mặt rộng cũng từ 1m91 đến 2m13. Anh em nào mà thích cái sản phẩm như thế này, anh em có thể là để lại cho em xin những cái bình luận ở bên dưới anh em nhé. Cứ bình luận lên, anh em bình luận thích xem cái sản phẩm nào thì anh em có thể ghé phiên live của em vào mỗi tối anh em ạ. Anh em nhớ đăng ký kênh và ghé phiên live của em vào mỗi tối. Ok, bây giờ em sẽ sang cho anh em mình xem tiếp cái tấm thứ ba trong chuỗi video ngày hôm nay ạ. Không có cái tầm trong kia phát kìa. Được.
này không có góc rộng nhỉ? Để sang cái chế độ bình thường thì cái này nó không tự động chỉnh nên nhiều khi mình di chuyển nó ấy. Độ bình thường ạ. Đấy. Lúc mình di chuyển. Xe cao tốc. Xe này chạy trên đường cao tốc. Đâu đừng à? Chết. Bạn xe cao đến rồi. Bây giờ anh Trịnh không ra quay đây. Mải quay trong kia. Hỏi mình hết năm 2 năm nữa. Kệ nó. Tâm thức của Top thì do đeo được cái tầm như vậy. Hả? Kia 5 người triệu 1 cặp rồi. Bầm bành, bầm bành. Ôi, rớt. Đấy, nó sàng qua sàng lại. Bắt tạp bỏ hay là bày? Rồi, bày thôi. Bày được rồi. Đây, tạp bỏ. Chiều nắng nó vàng, sáng nó nắng nó đỡ vàng hơn. Hả? Chiều nắng nó vàng hơn. Rồi nâng lên, nâng hẳn lên luôn. Làm cái bên dưới phát đã. Trời, hôm nay bên dưới này. Ôi dồi, yếu vậy. Đấy, bên dưới thì quay từ đầu bên này qua này. Nảnh hết nhá, nảnh hết luôn anh em ạ. Đẹp hết luôn. Đẹp lắm. Không có một điểm tì gì luôn. Đấy, vậy thì nó lại kê vào này. À, chỗ này không phải là chỗ ngồi chơi mát đâu nhá. Nhanh lên nhá, không thể phải cứ thấy mát lại ngồi đấy. Cứ thấy mát lại ngồi. Được cái mà về tí để lấy hình ảnh tí thôi mà. Wow. Ui, giám đốc kìa. Ok, tấm nũa cạnh thứ 3 trong chuỗi video ngày hôm nay anh em mình. Em muốn gửi đến anh em này. Tấm này thì sở hữu chiều rộng. Chiều rộng của nó nhé. Tại đầu lớn bên này nó là 1m98 ạ. Tại đầu lớn bên này nó là 1m98, đầu xa bên kia thì nó là 1m83.
dày 18 và chiều dài của nó là 3m23. Đó anh em ạ. Vân tấm này thì nhìn chung so với lại hai tấm trước thì em nghĩ là vân tấm này sẽ đẹp hơn khá là nhiều. Còn cạnh của nó thì cũng giống như những tấm trước anh em mình nhá. Bên em vẫn để là cạnh lũa và có vạc bỏ những cái phần rác đi rồi anh em ạ. Có vạc bỏ những cái phần rác rồi. Đầu gỗ thì chuẩn chỉ luôn cho anh em, không có một cái điểm tì gì luôn. Đối với cái tấm này thì có thể nói là không có tì vết anh em ạ. Có thể nói là không tì vết luôn rồi. Đấy, dài là chiều dài của nó 3m23. Mặt dưới cũng thế anh em nhé. Mặt dưới thì em có quay cho anh em mình rồi. Rất tiếc là cái tấm 2m kia thì nãy em quên, em không quay được cái mặt dưới. Đấy, bây giờ anh em mình xem này. Anh em mình xem cho em phần đầu gỗ nhá. Cực kỳ xỉ luôn. Cực kỳ xỉ luôn. Dày là 18 ạ. Vân khá là ok. Anh em cùng nhìn ngắm cái bộ vân của nó. Trên mặt này thì không có một cái điểm tì vết gì đâu anh em ạ. Không có điểm tì vết gì đâu. Hai tấm này anh em mình ngắm cho em nhé. Hai tấm lũa cạnh trong cái chuỗi video ngày hôm nay thì đều đồng mức giao lưu là 80 củ. Anh em mình mà có quan tâm á, hay là anh em có thích cái sản phẩm này, anh em có thể kết nối cho em nhé. Đấy, tấm này cũng đẹp và tấm bên này cũng rất là đẹp này. Hai tấm lũa cạnh rất là đẹp. Còn ngoài ra thì bên đây là tấm 2m. Tấm này là tấm 2m này. Tấm này thì kích thước và cái mức giao lưu sẽ nhỉnh hơn so với hai tấm kia. Anh em thích hàng vuông thì anh em có thể là nghiên cứu cho em tấm 2m này. Còn anh em mình thích hàng lũa cạnh thì anh em nghiên cứu cho em hai tấm ở dưới đây anh em nhé. Em vừa mới quay cho anh em mình ba siêu phẩm. Đấy, anh em có thể lựa chọn cho em. Và anh em vào xem video thì đừng quên là cho em xin những nút like và bấm đăng ký kênh, theo dõi phiên live của em vào mỗi buổi tối anh em nhé.